Hút bụi 12V điện tử nha. Mạch Mỹ Hạnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đây, hút bụi. Đây, mở ra lên nha. Đây, hút bụi nha. Đầu cắm còn nguyên vẹn. Rồi, mở ra test thử luôn nha. Rồi, và đèn sáng nha. Rồi, điện thử đây, hút. Đó, hút bụi, tốt. Tự động tốt nha. Cái lớp bút xốp rồi cho nó giảm tốc nha.
đây nhé, hoàn thành nhé.